Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thủ lĩnh chính trị của Hamas Ismail Haniyeh bị sát hại ngay giữa thủ đô Tehran. Thủ lĩnh Hezbollah, lực lượng thân Iran bị sát hại trong lãnh thổ Liban. Và Israel nhận trách nhiệm cho vụ việc này. Iran sôi sục đe dọa tấn công trực tiếp vào Israel để trả thù, để gỡ gạc thể diện của một thế lực lớn ở khu vực Trung Đông. Cả thế giới lo lắng khu vực Trung Đông sẽ chìm trong chiến sự khốc liệt quy mô lớn. Thế nhưng, 2 tuần đã trôi qua, đến nay Iran vẫn chưa có dấu hiệu của mình. Iran đang toan tính điều gì hay lời đe dọa chỉ là đòn gió? Vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran và thủ lĩnh Hezbollah Fuad Sukha hồi cuối tháng 7 đã đẩy Trung Đông đến bờ vực một cuộc chiến mới và làm đảo lộn những nỗ lực kéo dài nhiều tháng giữa các bên để đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza. Quan chức cấp cao của Hamas cáo buộc Israel tấn công Liban và Iran để đốt cháy khu vực. Cái chết của ông Haniyeh, người đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột tại Gaza, đã gửi một thông điệp rõ ràng rằng lựa chọn duy nhất của Hamas với đối phương này là chiến đấu và đổ máu. Israel đã nhận trách nhiệm về cuộc không kích gây ra cái chết của chỉ huy Hezbollah ở Beirut, Liban, song từ chối bình luận về vụ ám sát thủ lĩnh Hamas. Các sự kiện dồn dập chỉ diễn ra vài tháng sau khi Israel và Iran tấn công ăn miếng trả miếng bằng máy bay không người lái và tên lửa, đe dọa đẩy khu vực đến bờ vực của một cuộc xung đột toàn diện. Hiện giờ Iran tiếp tục chịu sức ép đáp trả để lấy lại thể diện. Những tuyên bố cứng rắn của Iran trong 2 tuần qua đặt khu vực Trung Đông và cả thế giới nói chung vào tình trạng thấp thỏm và lo lắng. Hàng loạt các quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Australia, ra khuyến cáo cho công dân cần nâng cao cảnh giác hoặc rời khỏi hoặc tránh đến Iran, Liban vào thời điểm này. Các hãng hàng không quốc tế được khuyến cáo tránh xa không phận của Iran và Liban trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về cuộc xung đột rộng lớn hơn có thể xảy ra trong khu vực. Tuy nhiên, 2 tuần trôi qua kể từ khi Iran cáo buộc Israel đứng sau vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas, ông Ismail Haniyeh, và tuyên bố sẽ trả đũa khốc liệt, Trung Đông đến nay vẫn tránh được một diễn biến leo thang như vậy. Vậy Iran đang toan tính điều gì? Thứ nhất, Iran không muốn đối đầu trực tiếp với Israel và Mỹ. Mặc dù vụ ám sát thủ lĩnh Hamas xảy ra ngay tại thủ đô Tehran có thể coi là một sự xúc phạm lớn đối với chính phủ Iran, nhưng theo nhiều chuyên gia, điều đó không thay đổi mong muốn của Iran là tránh cuộc đối đầu trực tiếp với Israel và Mỹ và biến thành một cuộc chiến khu vực. Chính trị Iran từ lâu bị chia rẽ giữa những người theo đường lối cứng rắn và những người theo chủ nghĩa cải cách. Tân Tổng thống Masoud Pezeshkian được mô tả là người theo chủ nghĩa trung dung hoặc theo chủ nghĩa cải cách mới nhậm chức được vài tuần. Theo một số nguồn tin, Tổng thống Pezeshkian đã tìm cách thuyết phục lãnh tụ tối cao Ali Khamenei ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công trực tiếp nào vào Israel để tránh leo thang căng thẳng. Ông Pezeshkian lập luận, sự leo thang có thể khiến Israel phá hủy các mục tiêu cơ sở hạ tầng và năng lượng, cũng như làm tê liệt nền kinh tế, gây tổn hại nghiêm trọng đến vị thế quốc tế của Iran. Tình báo phương Tây ban đầu dự đoán, cuộc tấn công của Iran sẽ diễn ra ngay sau cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OIC hôm 7 tháng 8 tại Ả Rập Xê Út. Sau cuộc họp của 57 thành viên, bao gồm các quốc gia Trung Đông, Châu Phi, Châu Á và những nước khác, OIC đã ra tuyên bố chung nêu rõ Israel phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về vụ ám sát thủ lĩnh Hamas. Tuyên bố chung cũng mô tả vụ ám sát thủ lĩnh Hamas ở Tehran là sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Iran. Dù vậy, ngay cả sau cuộc họp này, Iran vẫn quyết định chưa đồng ý. Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah hôm 6 tháng 8 cho biết lực lượng này và Iran sẽ đáp trả Israel, nhưng việc khiến Israel thấp thỏm chờ đợi cũng là một chiến lược trừng phạt hay một đòn tâm lý. Tuy nhiên, các nhà quan sát tin rằng những ngày qua, Iran vẫn chưa thể ra quyết định cuối cùng về quy mô và cách thức đáp trả. Lý do thứ hai, chưa rõ bản chất vụ ám sát thủ lĩnh Hamas. Một số nhà phân tích nhận định rằng phản ứng của Iran rất phức tạp do chưa thể khẳng định bản chất vụ ám sát thủ lĩnh Hamas. Lúc đầu, Tehran tuyên bố thủ lĩnh Hamas bị sát hại bởi một cuộc tấn công tên lửa của Israel và đòi hỏi Iran phải đáp trả tương xứng. Nhưng ở hậu trường, Tehran ngày càng đồng tình với nhận định thủ lĩnh Hamas dường như bị ám sát bởi một quả bom cải sẵn. Và nếu đúng như vậy,
phản ứng của Iran sẽ nhẹ bớt. Thứ ba, cam kết mạnh mẽ của Mỹ trong việc bảo vệ Israel. Một lý do khác có thể khiến Iran do dự về kế hoạch trả đũa Israel là sự phô trương sức mạnh quân sự của Mỹ ở khu vực. Mỹ đã cam kết sẽ bảo vệ đồng minh Israel trước một cuộc tấn công. Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo triển khai thêm tàu và máy bay đến khu vực, trong đó có biên đội tác chiến tàu sân bay, tiêm kích F-22. Thứ tư, cộng đồng quốc tế kêu gọi kiềm chế. Một lý do quan trọng nữa cho việc trì hoãn tấn công của Iran là những nỗ lực ngoại giao con thoi nhằm tháo ngòi nổ Trung Đông của một loạt các quốc gia, trong đó có Mỹ và Jordani. Một mặt tăng cường sự hiện diện quân sự ở Trung Đông, mặt khác, Mỹ cũng nỗ lực không ngừng để ngăn chặn một cuộc xung đột vũ trang giữa Israel và Iran. Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Ngoại trưởng Antony Blinken đã điện đàm với hàng loạt các đối tác ở khắp khu vực Trung Đông nhằm tìm kiếm giải pháp để ngăn xung đột. Thông qua các kênh ngoại giao, Washington cũng gửi đến Tehran thông điệp leo thang căng thẳng ở Trung Đông không có lợi cho Iran. Washington đồng thời kêu gọi đồng minh Israel phản ứng hạn chế với một cuộc tấn công trả đũa tiềm tàng của Iran để tránh căng thẳng vượt tầm kiểm soát. Ngoại trưởng Blinken cho biết, Mỹ và các đồng minh đã liên lạc trực tiếp với cả Israel và Iran rằng các bên không nên leo thang xung đột. Ông nhấn mạnh thêm, các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza đã bước vào giai đoạn cuối cùng và có thể bị đe dọa bởi sự leo thang hơn nữa ở những nơi khác trong khu vực. Những lựa chọn của Iran. Khi thế giới tiếp tục thấp thỏm về những diễn biến ở Trung Đông, các nhà phân tích đã đưa ra dự đoán một số kịch bản về phản ứng của Iran. Theo chuẩn đô đốc Mark Montgomery, một sĩ quan quân đội đang nghỉ hưu và từng là thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, Iran nhiều khả năng sẽ không lặp lại kiểu tấn công Israel tương tự hồi tháng 4 với sự tham gia của hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái. Ông giải thích kiểu tấn công này đã nhanh chóng bị quân đội Mỹ, Israel và các quốc gia láng giềng đẩy lùi. Mặc dù vậy, ông nhận định các cuộc tấn công từ lãnh thổ Iran vẫn đáng lo ngại. Ông dự đoán Iran sẽ sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung và tên lửa hành trình chống lại các mục tiêu của Israel. Kịch bản thứ hai là Iran sẽ tiến hành một cuộc tấn công chủ yếu bằng tên lửa từ các lực lượng ủy nhiệm ở Liban, Syria và Iraq. Kế hoạch này sẽ khiến Israel và các đồng minh phải tập trung bắn hạ những mục tiêu đó. Một cuộc tấn công như vậy sẽ được lên kế hoạch để áp đảo khả năng phòng thủ của Israel và khiến quân đội Israel có ít thời gian để phản ứng hơn. Mỹ tin rằng Israel có thể đẩy lùi bất cứ cách tấn công tiềm tàng nào của Iran trong thời gian tới. Nước này cũng hy vọng vào một liên minh quốc tế hỗ trợ Israel đánh chặn hỏa lực của Iran. Tuy nhiên, sự hỗ trợ đó có thể không công khai như hồi tháng 4, khi liên minh Mỹ, Anh, Jordani giúp Israel đánh bại hầu hết các tên lửa, máy bay không người lái của Iran. Điều này là do sự thất vọng của các đồng minh, đối tác đối với Israel về vụ ám sát thủ lĩnh Hamas mà Tel Aviv bị quy trách nhiệm. Một kịch bản khác là Iran có thể cân nhắc hủy kế hoạch tấn công Israel để đổi lấy tiến triển cho các cuộc đàm phán hòa bình ở Gaza đang trong giai đoạn cuối. Iran cần một lý do chính đáng để tránh gặp phải rủi ro trong việc vội vàng trả đũa Israel ngay sau vụ sát hại Rouhaniyeh. Một lệnh ngừng bắn ở Gaza sẽ cho phép Tehran tuyên bố họ quan tâm nhiều đến cuộc sống của người Palestine tại Gaza. Kịch bản này được củng cố khi mới đây, ngày 13 tháng 8, hãng tin Reuters dẫn lời nguồn tin cấp cao của Iran cho biết chỉ khi có một thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza, Iran mới không trả thù trực tiếp Israel vì vụ ông Haniyeh. Gaza trở thành chiến trường giữa Israel và Hamas sau ngày 7 tháng 10 năm 2023, thì Israel trả thù vụ Hamas giết hại hơn 1.200 người trên đất Israel. Hành động của Israel khiến các nước Hồi giáo như Iran phản đối mạnh mẽ. Một quan chức an ninh trong bản tin của Reuters nói rằng nếu thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza thất bại, nước này sẽ cùng các đồng minh như Hezbollah ở Liban tấn công trực tiếp Israel. Vấn đề ở chỗ, hiện nay đàm phán Gaza chưa có tiến triển, đặc biệt khi một trong những nhân vật quan trọng nhất là ông Haniyeh, đại diện cho Hamas, đã bị chết. Các nguồn tin Iran không nêu rõ liệu Iran có thể đợi bao lâu. Những nguồn tin này thay vào đó tiết lộ Iran đã trao đổi suốt nhiều ngày qua với Mỹ và một số quốc gia phương Tây. Ngoài ra, ba nguồn tin chính quyền trong khu vực cũng nói đã đàm phán với Iran để tránh leo thang căng thẳng trước vòng đàm phán ngừng bắn bắt đầu diễn ra từ ngày 15 tháng 8 tại Ai Cập hoặc Qatar. Tiến triển trong thỏa thuận ngừng bắn được kỳ vọng sẽ làm giảm thêm khả năng Iran tấn công Israel. Việc chịu sự giám sát quốc tế và thêm vào đó là sự thiếu ủng hộ rõ ràng từ các quốc gia Hồi giáo khác có thể khiến Tehran phải xem xét lại quy mô và cường độ trả đũa của mình.